anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog nhá. Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay mình sẽ đang bán cho anh em chiếc Yamaha R15V3 độ full body R6. Rất là đẹp luôn. Đấy, full hết body rồi anh em nhá. Thiếu mỗi cái vành nam minh lốp lớn Big Bài nữa là đỉnh luôn. Xe biển tỉnh ở anh em Nghệ An 76856 cũng rất là đẹp. Và con này là một đời chủ đầu tiên luôn, xe chưa qua chủ thứ hai nào cả. Đấy, Odo đi có 5.000 cây, đăng ký năm 2019 nha anh em nhá. Một con xe cực kỳ ít đi. Và cái đồ chơi này anh em này, chủ xe độ được khoảng gần hơn 3 tháng rồi. Và anh em nhìn này, vân lốp này, vẫn còn đường chỉ vân này, dầu trước này. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Và con này là chủ xe không đi đến nữa. Bây giờ bạn ấy có nhu cầu là bạn ấy bán cái xe này để, vì là ô tô bạn ấy có, xe bạn có nên là Hà Nội bây giờ bạn ấy ít đi xe này rồi, nên là bạn bán vứt không từ trước Tết đến giờ, không đi đến là gần 3-4 tháng rồi. Đấy, hôm nay ở bán cho mình thì ok. Hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc xe này và bán với giá là 56 triệu. Với 56 triệu anh em mua con R15V3 độ full body này có những cái gì nhá. Chúng ta cũng bắt đầu đi xem cái đống đồ chơi đó lên và độ mới của đống đồ chơi nhá. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên ấy thì xe này mình bao cam kết là không đâm đụng tai nạn, chưa ngập nước, chưa sửa chữa, xe chính chủ một đời chủ. Và chiếc xe này thì có, nếu anh em nào mà mua mà muốn rút hồ sơ về sang tên chính chủ mình ấy thì mình cũng có dịch vụ nhá, có dịch vụ luôn làm cái việc này. Thì một lần rút hồ sơ về nó mất khoảng tầm 30 ngày đến 45 ngày. Còn anh em mà có cứ đi thôi. Còn nếu mà anh em nào mà bị công an hỏi là xe không có biển thì bảo là xe cháu đang rút hồ sơ từ bên Nghệ An về, có đăng ký, có chứng minh thư chủ xe luôn. Và chiếc xe này thì bây giờ anh em mình sẽ đi trở lại với đống đồ chơi của nó. Đầu tiên là ốp đầu R6 và kính chắn gió độ bốc gì đưa cao lên. Đấy. Thì con này ấy, cái điểm mà anh em mà bạn ấy chỉ đi Hà Nội nên bạn không lắp đèn trợ sáng, đi phố thì ok. Còn nếu mà anh em nào mà muốn có ánh sáng đi tour đi thiếc các thứ thì các bạn lắp cái hốc đèn đây, hai cái đèn mini đây lên là rất là ngầu và đẹp luôn, mà lại ánh sáng lại tốt. Đấy, hoặc không thì chúng ta lắp trợ sáng và hai cái chống độc. Đấy. Che cái nước cũng lên rồi này, thép đèn này. Anh em thấy không? Che cái nước cũng đã lên. Đấy. Đầu tiên là cái đèn trợ sáng đấy. Tiếp theo nữa là chủ xe đã lên tổng phanh Racing Boy S1. Này các bạn nhìn thấy không? Nó còn mới này, ốc yếc các thứ vẫn còn nguyên, đoạn tay nó chưa đổi màu luôn. Bao tay này, con này bao tay CRG này. Đấy. Bao tay CR, tổng côn này còn rất là mới nha anh em nhá. Đấy. Mới chưa? Chưa cấn cạ một tí nào luôn. Đôi gương gù đã đọc lõi gù chắc chắn đây rồi. Đấy. Bịt chân gương. Chảng 3 thì giữ nguyên. Đây anh em này, Odo 9.500 cây này, 9.500 cây. Đấy, chảng 3 giữ nguyên. Ốp bình xăng R6 à. Đây là bản R6 anh em, ốp thuôn lên. Còn bản R1 thì nó vuốt cao lên như thế này. Đấy, thì trông nó sport hơn. Nhưng mà khi mà lên full R6 như này thì trông nó cũng rất là chiến đúng không. Bộ tem đi cũng kiểu tem R6, R1 đề can này, là anh em nhìn thấy không. Đổi màu góc nhìn nhá, màu xám, xám ánh xanh. Và tiếp theo đổi màu hồng phấn. Đấy, hồng tím. Đấy, các bạn thấy không? Đổi màu theo cái đường ánh nắng nó chiếu vào ấy. Đấy. Chống đổ thì chủ xe sử dụng chống đổ xuyên khung. Đấy, nhưng mà khác cái là cục nhựa này sử dụng cục nhựa của GTA luôn. GTA Evolution Thái Lan. Đấy. Mỏ cây thì đây, anh em thấy không? Mỏ cây R6 trông rất là chiền. Mà mới lắm nhá. Tất cả đồ chơi đồ độ còn rất mới, đề can này. Cái này thì mình sẽ xử lý cho anh em này, để lâu quá không đi. Đây. Nổ máy. Inox 304 nha anh em nhá. Nếu anh em nào muốn tiếng nó êm hơn ấy thì chúng ta chơi cây R1S hoặc là chơi cây Yoshimura R77 là ok luôn. Cổ này là cổ inox 304 còn rất là mới. Đấy, còn rất là mới này. Đấy, các bạn xem cái cổ 304. Đấy. Tiếp theo nữa là gì? Chủ xe lên cái ốp đuôi thì mình, các bạn thấy không? Ốp gắp đẹp này, ốp đuôi đẹp này, nhưng mà cái bánh của nó thì lại vành, lại là vành zin đi lốp 150 Michelin Philops Street 2. Nhưng mà nếu mà anh em có điều kiện mua con này, anh em lên lốt vành đá minh lốp 160 hoặc 180 nữa cho mình thì đẹp hết bài. Đấy. Xi nhan này, một cặp xi nhan Spirit Beat chính hãng nhá. L14 này, mình gạt cho anh em Haza cảnh báo luôn này. Đấy.
các bạn chạy này. Đấy, xi nhan các bạn thấy không, chạy đều luôn. Đây, đấy, nháy này. Còn đây thì chúng ta gạt xi nhan một bên này. Đấy, chạy đuổi này. Đấy, Spirit L17 luôn, phát biển CNC luôn. Đồ chơi con này lên rất là nhiều nhá, rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là chiếc xe này lại đến cái kỳ bảo dưỡng toàn bộ rồi, nên là mình đã bảo dưỡng toàn bộ rồi. Anh em xem clip trước ấy, thì mình đã bảo dưỡng toàn bộ chiếc xe rồi, thay dầu máy nước mát mới tinh rồi. À, anh em sẽ đi dầu máy được 2.500 cây, nước mát thì chúng ta đi thêm 1 vạn nữa, đến 1.2 vạn nữa thì chúng ta sẽ tháo ra mình thay lại. Xe đã được bảo dưỡng lại toàn bộ nha anh em nhé, rất là ngon và rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài. Anh em có thể tháo cả yên này, tháo cả yên này. Đây mình tháo yên cho anh em này, mình tháo yên cho anh em xem nhá. Tiến ơi, à đây. Đấy, các bạn thấy không? Mình rửa ráy sạch sẽ hết bên trong bên ngoài rồi, sạch sẽ tinh tươm. Nhưng mà xác nhận là anh em chỉ có mua xe để trải nghiệm luôn thôi, chứ không cần phải làm bất kỳ cái gì nữa, từ bảo dưỡng lẫn đấy. Và xe này mình vẫn bao cam kết cho anh em những cái mục kia nhá. Và cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Nếu anh em có nhu cầu mua bán xe thì liên hệ Quân Béo Mô Tô Hà Đông nhá. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhá. Bye bye các bạn. Ok anh em, sau khi mà giao dịch xong ấy thì mình đã mang xe về mình rửa lại rồi. Đấy, bơm lốp lên này, lốp trước lốp sau này, bơm lên này. Đấy, cổ phốt đã ấy lại rồi nhá, cổ phốt đã tháo ra, vệ sinh dưỡng xích các thứ lại rồi, chạy ngon lành cành đào luôn rồi. Xi nhan này, Spirit L23 này, mình gạt lên cho anh em này. Đấy, các bạn thấy không, Spirit L23 này, bô độ này, nổ lên cho anh em nghe nhá. Ly lông này các bạn này, con này bóc ly lông ra mới tinh luôn nhá, ly lông cả nguyên xe. Thì cái tay thì mình cũng đã thay rồi. Đấy, cái tay cũng đã thay rồi. Và anh em để ý nhá, khi mà nếu mà thấy cái vết tay này nó bị cong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem lý do tại sao. Nếu mà nó bị vỡ, vỡ hoặc ngã, nó sẽ bị dê các bạn ạ. Đấy, ngã nó dê thì những cái điểm như này nó sẽ xước hết này. Điểm này, điểm này này, điểm cánh này, điểm nhựa đen này và điểm đuôi này thường là sẽ xước hết. Nhưng đây con này là nguyên bản luôn, và con này là cả ly lông dán lên không bị xước, và cái cần chân này nó không bị gãy, không bị cong, thì chứng tỏ là con này chỉ có cạo vào tường thôi. Đấy là cái mà chúng ta sẽ phân tích đấy. Vì tại sao, vì cái bản nhựa đen này mà đặt cái tem Monster Energy này ở hãng cực kỳ là khó nhá. Đấy, tất cả những cái tem này là tem dán thêm đấy anh em, Monster Energy tem rời của hãng dán luôn. Đấy, con này là nhiều anh em sẽ hỏi giá là bao nhiêu thì xin thưa nó là 53 triệu. Ok anh em, rất rẻ cho một con xe zin nguyên bản, bản Master Energy. Ngày xưa nếu anh em muốn mua thì con này rất là đắt nhá, 75 triệu, 76 triệu cơ, bằng con R15M bây giờ, hot một thời. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em có nhu cầu mua bán xe liên hệ team lẫn cả Quân Béo Mô Tô nhá.